Đây là vị công chúa được coi là người có sắc đẹp tuyệt trần tại Ba Tư vào thế kỷ 19. Nếu nhìn vào bức ảnh này, rất có thể bạn sẽ nghĩ đây là bức hình của một người đàn ông với ngoại hình xấu xí mập mạp, cùng bộ ria mép khá là nam tính. Thế nhưng thực chất thì đây là vị công chúa người Ba Tư tên Fatemeh Khanum, là con gái thứ hai của vua Iran Nasser al-Din Shah, người được coi là có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến biết bao người đàn ông si mê, ngày đêm thao thức nhớ mong vào thế kỷ 19. Cô còn được coi là một trong những người đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Ba Tư thời bấy giờ. Không chỉ công chúa, mà mẹ đẻ của công chúa là hoàng hậu Anis cũng là một trong những huyền thoại về nhan sắc khiến nhà vua Iran mê đắm. Ước tính, con số những người đàn ông từng theo đuổi vị hoàng hậu này lên đến con số hàng trăm người. Thậm chí, đã từng có tin đồn rằng có đến 13 người đàn ông đã tự quyên sinh chỉ vì bị hoàng hậu Anis từ chối tình cảm. Để giải thích cho sự khó hiểu này, thì đối với người Ba Tư xưa, phụ nữ với ngoại hình mập mạp và đầy đặn, cùng hàng lông mày rậm đi kèm với bộ ria mép mới được coi là đỉnh cao của nhan sắc. Khi một thương gia nước ngoài hỏi vua Ba Tư rằng tại sao những người phụ nữ có cân nặng lớn lại được coi là đẹp, thì nhà vua chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng khi bạn đến cửa hàng thịt, thì bạn muốn mua thịt hay mua xương? Một câu trả lời thật quá ngắn gọn và xúc tích. Thật đúng là mọi quy chuẩn sắc đẹp trên đời đều là vô nghĩa, mọi sự so sánh sẽ đều là khập khiễng khi mà mỗi người lại có một tiêu chuẩn về vẻ đẹp riêng, và quan niệm về vẻ đẹp thì mỗi nơi mỗi khác.